cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hôm nay mình tiếp tục đi khám phá các hành tinh trong hệ mặt trời. Còn nằm ở phía ngoài có 5 hành tinh ở xin, đó là sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương và sao Diêm Vương. Theo thứ tự về mặt trời nhất, sao Kim, trái đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương, sao Thủy bén, sao Thủy bén nhất hệ mặt trời. Sao Kim hành tinh thứ 2 trong hệ mặt trời giữa kỷ vật đều kiện mọi môi trường khắc nghiệt. Sao Kim là một trong 4 hành tinh đất đá thuộc hệ mặt trời, cùng với trái đất, sao Thủy, sao Hỏa. Mình tiếp tục đi tham quan quy trình sản xuất chocolate mà các bạn ai cũng thích ăn. Thu hoạch quả cacao, tách hạt, lên men hạt cacao, phơi khô, phân loại, đóng gói, xuất xưởng. 3. Làm sạch hạt, rang hạt, tách vỏ nghiền hạt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Bấm like, share, subscribe để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc bạn một ngày tốt đẹp. Have a nice day. Bye. Hey, Elani. I want you next to me.